cuốn sách nhìn ăn hợp lý bí quyết gia tăng thể chất trí tuệ tinh thần viết bởi giáo sư Arno Edrich giới thiệu và hiệu đính giáo sư Spiroff cùng với những bài viết của Fred Hurst và Teresa Mitchell dịch giả Bùi Trần Trung lưu hành nội bộ bản quyền tiếng Việt thuộc về dịch giả tuyên bố chung Nội dung trong quyển sách này và các website liên quan dựa trên các ý kiến và nghiên cứu của tác giả và chỉ dành cho các mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Nếu bạn lựa chọn dùng thông tin này cho bản thân, tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của bạn hay các hậu quả nếu có. Nội dung này không nhằm thay thế sự tư vấn trực tiếp từ phía các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và không phải là lời khuyên y khoa nhà xuất bản dự định chia sẻ kiến thức thông tin về sức khỏe và các ý kiến dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của tác giả và cộng sự của ông lời dịch giả xuất phát từ sự không thỏa mãn với hiện trạng mà chúng ta đã và đang có với sức khỏe hạnh phúc các mối quan hệ ý nghĩa cuộc sống tôi đã liên tục tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề trong cuộc sống từ sâu thẳm trong lòng tôi biết rằng câu trả lời cho tất cả các vấn đề của chúng ta chắc chắn nằm ở đâu đó tôi phát hiện điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm là hạnh phúc cho dù chúng ta có làm bất cứ điều gì làm thế nào để hạnh phúc trong khi hàng ngày chúng ta được tiếp cận một cách trực tiếp hay gián tiếp đối với những thông tin như ốm đau bệnh tật chết chóc giết người nghèo đói thế giới mà chúng ta đang sống là thế này sao không tất cả đều bắt nguồn từ sự lựa chọn của chính chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta có khả năng tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Đây là tất cả những gì tôi học được sau khi tìm hiểu cuộc đời của rất nhiều con người xuất chúng và vĩ đại trên hành tinh này. Quá trình tìm hiểu đưa tôi đến những minh triết về tôn giáo, sức khỏe, con người, tâm lý và khoa học tôi vô cùng bất ngờ khi giác ngộ được rằng mọi thứ thật đơn giản và có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau trong một toàn thể có quy luật chúng ta gọi là vũ trụ chúng ta không thể tách rời từng khía cạnh ra và hy vọng đạt kết quả tốt nhất giống như con người không thể tách rời tự nhiên sức khỏe không thể tách rời hạnh phúc thể xác không thể tách rời tâm trí và linh hồn sự hiểu biết không thể tách rời một tâm trí khỏe mạnh tôi nhận ra tất cả đều bắt nguồn từ sức khỏe thể xác tâm trí và tinh thần của chúng ta không thể có một tâm trí minh mẫn và một tinh thần hạnh phúc trong một cơ thể ốm yếu tôi cho rằng tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo sắc tộc và tín ngưỡng nên bổ sung điều răng căn bản nhất đó là hãy trở nên khỏe mạnh toàn diện khi bạn khỏe mạnh bạn sẽ hạnh phúc và thành công khi bạn hạnh phúc người thân bạn sẽ hạnh phúc đoàn thể của bạn sẽ hạnh phúc và thế giới của bạn cũng sẽ hạnh phúc Đó chính là thế giới mà tôi muốn thấy Một thế giới hòa bình, hạnh phúc và nhân ái Nhờ cơ duyên được tiếp cận với những kiến thức minh trí và thực hành chúng Tôi ngay lập tức nhận ra được phương pháp ăn và nhịn ăn của giáo sư Edret Là rất đơn giản và khoa học Chúng chính là một trong những chìa khóa bản lệ Để tôi có thể bắt đầu con đường sức khỏe, hạnh phúc và bình an Tôi đã kiên trì thực hành liên tục việc duy trì một chế độ nhịn ăn từ tối hôm trước đến trưa hôm sau hàng ngày, tức khung giờ ăn 18 6, và một tuần nhịn ăn hoàn toàn một ngày. Cùng với chế độ ăn giúp thải loại các chất độc trong người, kết quả là tôi đạt được một sức khỏe đáng kinh ngạc so với bản thân tôi trước kia. Tôi cho rằng sức khỏe hiện tại của tôi giống như sức khỏe của đứa trẻ sung mãn nhất, tràn trề năng lượng, vô cùng tích cực, luôn hạnh phúc, hoàn toàn không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào và các triệu chứng bệnh tật trước kia như đau mỏi lưng khi đứng lâu, ê răng, mồ hôi dầu, đau dạ dày, viêm mũi họng, hôi chân và nách, gầu trên đầu, đau nhức cổ, vai gáy, mạch chân tay phình to, ngạt mũi và khó thở đã biến mất dần. Đặc biệt hơn cả, tôi đã không cần sử dụng kính loạn thị để học tập và làm việc, và thị lực mắt nhìn trong và rõ hơn nhiều cả ban ngày và khi trời tối. Giờ đây thì tôi có thể chạy bộ hàng ngày hơn 10 km một cách rất dễ dàng. Điều này tôi không thể nào mơ được vì trước kia hệ hô hấp của tôi rất kém. Với chế độ ăn hợp lý theo nguyên tắc của Adrex, kết hợp nhịn ăn, thải độc và tập luyện hỗ trợ chúng ta thật sự có thể đẩy lùi mọi bệnh tật. Tôi biết mình phải đem những kiến thức vô cùng quý giá này chia sẻ tới mọi người, những người cũng đang tìm kiếm sức khỏe và hạnh phúc giống như tôi. Chắc chắn với việc áp dụng chế độ ăn, thải độc tập luyện và nhịn ăn bạn cũng có thể đạt được sức khỏe hạnh phúc và bình an tôi gọi quá trình thực hành này là thực hành lối sống xanh đừng để nỗi sợ hãi và tư tưởng thủ cựu ngăn bạn tiếp cận và thực hành những kiến thức này tôi đã phải một mình tìm tòi và thực hành để đạt được kết quả tốt nhất nhưng bạn chắc chắn không phải thực hành nó một mình chúng tôi có cả một cộng đồng lối sống xanh những người đã và đang thực hành với nhiều kết quả tuyệt vời hãy thực hành trở nên khỏe mạnh toàn diện và trở thành nguồn cảm hứng về sức khỏe cho người khác. Bạn có thể đem ánh sáng đến thế giới này nhờ nguồn ánh sáng minh triết bên trong bạn. Chúc tất cả các bạn sức khỏe, thành công, hạnh phúc và bình an. Lưu Bút, Bùi Trần Trung, tháng 6 năm 2021 Lời giới thiệu viết bởi giáo sư Spiref Nhìn ăn là một phương thức chữa lành tuyệt đối cho đời sống động vật, nó là một phần tự nhiên và nên là bản năng của sự sống. tuy nhiên không có chủ đề nào gây tranh cãi, thiếu thông tin và gây hiểu lầm hơn là chủ đề nhìn ăn. ngày nay người tìm kiếm sức khỏe tự nhiên và người thực hành sức khỏe tự nhiên có rất ít sự nhất trí về cách nhìn ăn hợp lý. với vài người một chế độ ăn không chất nhầy gồm hoa quả và rau chế độ ăn không chất nhầy có thể được xem là một cấp độ nhìn ăn. với những người khác thì một chế độ ăn lỏng gồm nước ép hoa quả và rau là nhịn ăn. Nhiều người khẳng định chỉ uống nước lọc mới là nhịn ăn thật sự. Những người khác nói rằng nhịn khô, không chất lỏng hoặc thức ăn cứng là cách nhịn ăn đúng đắn duy nhất. Chúng ta không cần nghiên cứu ẩn phẩm nào khác kỹ hơn ngoài công trình của giáo sư Arnold Adret để tìm ra phương thức hợp lý và thực tiễn nhằm hiểu nhịn ăn là gì và thực hiện nó như thế nào. Adret không có định nghĩa cứng nhắc hay giáo điều về nhịn ăn là và không là gì. Trong cuốn sách này, cũng như nội dung của quyển sách, phương pháp chữa lành bằng chế độ ăn không chất nhầy, Adret thảo luận rộng rãi kinh nghiệm nhịn ăn, gồm chế độ nhịn ăn nước lọc, nước ép và toàn bộ bằng hoa quả. Như định nghĩa chung, Adret khẳng định rằng nhịn ăn chỉ đơn giản là ăn ít đi. Từ nhịn ăn, tức là kiêng hay hạn chế ăn hoặc uống trong một thời gian, nó cũng có thể chỉ đến nhiều hình thức kiên ăn, gồm kiên thực phẩm cứng, nhìn ăn bằng nước ép hay chất lỏng, kiên thực phẩm tạo ra chất nhầy, chế độ ăn không chất nhầy, kiên sản phẩm động vật và nhiều loại khác. Nhìn ăn là một khái niệm năng động và cũng có thể mở rộng hơn tới việc kiêng các sản phẩm hiện đại hoặc phụ gia phi tự nhiên. Ngoài mục đích sức khỏe và chữa lành thì nhiều hình thức nhìn ăn đã là một phần của nhiều truyền thống tinh thần và tôn giáo. Thiên Chúa Giáo, Bảy Hỏa Giáo, Đạo Giai Na, Phật Giáo, Hồi Giáo, Đạo Giáo, Đạo Hindu, các trường học Ai Cập cổ đại huyền bí và nhiều giáo phái khác, tất cả đều có truyền thống nhịn ăn kéo dài và phổ biến nhiều hình thức hay cấp độ của chế độ ăn bằng hoa quả. Từ quan điểm của Adret, việc nhịn ăn cho con người trong điều kiện thể trạng hiện tại của chúng ta là một nhiệm vụ tương đối khó, rốt cuộc. Quan trọng là bạn cần hiểu các cấp độ nhịn ăn mà bạn sẵn sàng thực hiện. Chế độ nhịn ăn cho người này có thể không giống cho người khác. Như Adret gợi ý, với một số người, chỉ ăn một chế độ ăn không chất nhầy hoặc chế độ ăn chỉ có hoa quả có thể là một cấp độ của nhịn ăn. Chế độ ăn là hay không là nhịn ăn với một cơ thể có thể chuyển dịch theo thời gian khi thể trạng cơ thể thay đổi. Để xác định chế độ nhịn ăn nào hợp lý với cơ thể của bạn, thì bạn cần hiểu được nội dung trong cuốn sách này, một cuốn sách tinh hoa về chủ đề nhịn ăn. Thông qua nghiên cứu và thực hành chuyên tâm, bạn sẽ học cách nhịn ăn an toàn và hiệu quả để vượt qua và ngăn ngừa vô số căn bệnh thể chất và tinh thần. Nhịn ăn là một hình thức nghệ thuật. Nhịn ăn có thể được xem là một hình thức nghệ thuật rất quan trọng. Có nhiều điều về nhịn ăn hơn là chỉ không ăn hay uống học cách bắt đầu nhịn ăn đúng đắn là rất quan trọng chuyển đổi từ một chế độ ăn nghèo nàn sang chế độ ăn cải thiện trước khi bắt đầu nhịn ăn có thể cho phép quá trình thực hiện hiệu quả hơn nhiều hiểu về vai trò của làm sạch đại tràng thuộc tháo trong mối quan hệ với nhịn ăn là thiết yếu khi bạn bắt đầu điều quan trọng là cần xem xét các câu hỏi sau chất thải không được loại bỏ trong đường ruột của bạn là gì Cơ thể bạn là loại thể trạng axit uric, gầy hay loại thể trạng béo, nhạy? Tham khảo sát phương pháp chữa lành bằng chế độ ăn không chất nhầy để biết thêm về các loại thể trạng. Bản chất của chất thải không được loại bỏ vẫn còn lại trong đường ruột của bạn là gì? Có phải chất thải bên trong cơ thể bạn là từ thực phẩm thực vật không chứa chất nhạy, chẳng hạn như hoa quả và thực vật có nhiều chất béo và không chứa tinh bột không? câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ giúp bạn ra quyết định hợp lý bằng trực giác trước trong và sau quá trình nhịn ăn không có nhiệm vụ nào trong nghệ thuật nhịn ăn quan trọng hơn là khả năng dừng chế độ nhịn ăn một cách khoa học nhịn ăn quá lâu với tình trạng thể chất của bạn chỉ khiến bạn không kiểm soát việc ăn thực phẩm chứa chất nhầy và đánh tan mục đích của việc nhịn ăn của bạn đây là lý do tại sao edret nhấn mạnh sự thay đổi dần dần hướng tới thực phẩm không chứa chất nhầy hoàn toàn kết hợp hàng loạt đợt nhịn ăn ngắn gián đoạn cho những người mới nhịn với chế độ ăn không chất nhầy khi bạn trải nghiệm nhịn ăn ngắn bạn sẽ học cách kiểm soát hoàn toàn bất cứ khi nào bạn bắt đầu hay dừng nhịn ăn đừng cảm thấy như thể bạn cần thực hiện đợt nhịn ăn khô nước lọc hay nước ép kéo dài nếu bạn chưa sẵn sàng về mặt thể chất và tâm lý hãy thử nhịn ăn hợp lý dựa trên nhu cầu của cơ thể bạn bạn không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai và chứng minh nhịn ăn chỉ là cuộc cạnh tranh xem ai có thể không ăn lâu nhất nhiều người chơi bóng rổ nhưng ít người nghĩ rằng họ nên chơi giống như michael jordan mà không cần thực hành nghiêm ngặt và cống hiến lâu dài nhiều người chơi nhạc nhưng ít người kỳ vọng đạt được trình độ điêu luyện của nghệ sĩ tra hay piano trong chỉ vài tuần Ai cũng cần nhiều năm thực hành tập trung để đạt được cấp độ cao nhất của bất cứ hình thức nghệ thuật nào. Tuy nhiên trong khoa học dinh dưỡng thì người tìm kiếm sức khỏe thường cảm thấy như thể họ có thể bỏ qua quá trình chuyển đổi và duy trì các đợt nhịn ăn kéo dài mà không có thực hành tập trung. Nhịn ăn kéo dài có thể là một mục tiêu đáng có, nhưng nó nên đạt được thông qua sự thực hành kiên trì trong thời gian dài. Như Adret đã chỉ ra, Phần lớn mọi người bị tắt bởi nhiều chất nhầy, mũ và chất độc đẩy cho các đợt nhịn ăn kéo dài thật sự có lợi. Khái niệm và phương pháp tương tự với chương trình 21 ngày làm sạch là mơ hồ và nên tránh. Nhiều người theo đuổi các chương trình làm sạch như vậy, tìm kiếm giải pháp giảm cân hay vượt qua một căn bệnh cụ thể nhanh chóng. Nhưng như, như Ed nói, các vấn đề về sức khỏe sẽ tiếp tục biểu hiện chừng nào người ta tiếp tục chế độ ăn tệ hại sau khi nhịn ăn trong cuốn sách này edric đưa ra phương pháp hợp lý nhất cho việc nhịn ăn có thể dễ dàng đưa vào như một phần thường xuyên của đời sống khi nhịn ăn và chế độ ăn không chất nhầy được áp dụng một cách hợp lý về lâu dài thì bạn có thể chuyển qua lại thực phẩm bạn muốn thay vì phụ thuộc vào ý chí để tránh thực phẩm không phù hợp bạn sẽ bắt đầu thèm nhiều thực phẩm đúng đắn hơn lịch sử của quyển sách nhịn ăn hợp lý ấn bản tiếng Anh đầu tiên của cuốn sách này với tiêu đề Nhịn ăn hợp lý và chế độ ăn tái tạo được dịch từ tiếng Đức năm 1913. Tại thời điểm đó thì nó là một cuốn sách nhỏ chứa phần đầu tiên của cuốn sách các bạn đang cầm. Năm 1922, cuốn Nhịn ăn hợp lý, chế độ ăn tái tạo và chữa lành tự nhiên mà căn bệnh được xuất bản. Năm 1926, Nhịn ăn hợp lý cho trẻ hóa thể chất Tâm trí và tinh thần là một quyển sách nhỏ trên 60 trang và được chia thành hai phần, được đưa vào mục 1 của cuốn sách này. Fred Hurst, học trò trung thành nhất của Arnold Adret và là người sở hữu công ty phát hành Adret đến tận những năm 1970, xuất bản những ấn phẩm tiếp theo nổi bật nhất. Nhìn ăn hợp lý cho trẻ hóa thể chất, tâm trí và tinh thần, gồm một trong các bài luận riêng của ông, nhan đề sức khỏe và hạnh phúc thông qua nhìn ăn, các ấn bản tiếp theo nhóm lại nhiều bài viết trong Nhịn ăn hợp lý, đặc biệt con đường đến tái tạo của bạn bởi giáo sư Anat Adrea cũng như con đường của đến sức khỏe của tôi và xây dựng con đường đến sức khỏe của bạn bởi Theresa Mitchell. Cả hai đều được đưa vào ấn phẩm lần này. Cách dùng quyển sách này tốt nhất. Nhịn ăn hợp lý đi kèm cùng với phương pháp chữa lành bằng chế độ ăn không chất nhầy. Do đó, bạn thật sự nên đọc cả hai quyển sách này sự hiểu biết và thực hành cơ chế của chế độ ăn chuyển đổi nằm trong phương pháp chữa lành bằng chế độ ăn không chất nhầy đóng vai trò quan trọng nhất để đạt được thành công lớn nhất với phương tức tiếp cận nhịn ăn của edret tôi đặc biệt khuyến cáo xem xét cả hai quyển sách này trước khi trải nghiệm nhịn ăn cho nên cuốn sách này có thể và nên được đọc đi đọc lại nhiều lần Thông điệp đơn giản nhưng sâu sắc nằm trong nhìn ăn hợp lý, có sức mạnh nâng nhận thức bạn lên. Và với những người thực hành kỹ phương pháp của Edred, cuốn sách này sẽ dường như thay đổi mỗi lần bạn đọc nó. Dĩ nhiên, đó chính là bạn, không phải cuốn sách đang thay đổi. Khi bạn biến đổi cơ thể và tâm trí qua nhịn ăn và chế độ ăn không chất nhầy, bạn sẽ liên tục thổi sức sống mới vào văn bản này. Các yếu tố tinh tế mà bạn có thể bỏ qua lần đầu tiên bạn đọc cuốn sách sẽ xuất hiện khi bạn trải nghiệm các cấp độ cải thiện của sức khỏe và sinh lực. Các nguyên tắc nằm trong nhịn ăn hợp lý cần có hơn bao giờ hết ngày nay. Trong thế giới nơi các phương pháp chữa lành tự nhiên đã phần lớn bị quên lãng bởi số đông, Edred rọi ánh sáng vào nghệ thuật đầy sức mạnh của nhịn ăn và vai trò cực kỳ quan trọng của nó trong việc tái tạo thể chất, tâm trí và tinh thần của con người. Giáo sư Spiroff, mùa hè năm 2014 Lời nói đầu Bạn có là một trong hàng triệu người của thế hệ hiện tại mệt mỏi và chán chường do sức khỏe ốm yếu. Niềm tin của bạn vào cái gọi là các phương pháp điều trị có bị sụp đổ sau khi cố gắng thử mà không đạt được kết quả bạn chỉ có khả năng dùng một phần nhỏ của sinh lực mà mẹ tự nhiên yêu dấu ban cho những đứa con của bà phải không có lẽ bạn đã được bảo rằng chỉ có phẫu thuật mới cứu sống bạn đôi khi khi chúng ta chịu đựng đau đớn chúng ta không thể suy nghĩ rõ ràng và cho phép bản thân dễ dàng bị thuyết phục thực hiện các cuộc phẫu thuật nếu bạn là một trong những người không may mắn này đừng bao giờ từ bỏ hy vọng với những người có sức khỏe và hy vọng những người có hy vọng là có tất cả Kể từ khi nhân loại thoái hóa thông qua nền văn minh, họ không còn biết điều cần làm khi họ bị ốm. Các nguyên tắc xét thực của chữa lành đơn giản và ít ỏi. Sự chán ăn diễn ra khi chúng ta bị ốm là phương thức dạy những đứa con của tự nhiên. Người ta có thể gọi chính xác điều này là sự nhịn ăn bắt buộc. Nhưng chúng chỉ là một vài sự thật được dạy bởi Arnold Edrecht trong nhiều tài liệu của ông. Tài sản tuyệt vời nhất của chúng ta là sức khỏe một sự nhất trí chung dường như được chấp nhận giữa số lượng gia tăng người thực hành cả không dùng thuốc cũng như dùng thuốc nguyên nhân cơ bản của bệnh tật là sự xuất hiện của vật thể ngoại lai trong cơ thể người nhưng tuy thế nó vẫn chưa dẫn đến việc phát hiện gốc rễ của bí mật xâm lấn này giáo sư adret đã chứng minh rõ ràng rằng vật thể gây bệnh này là thực phẩm không được tiêu hóa không được loại bỏ thối rửa và mục nát gây ra từ việc ăn quá nhiều thực phẩm sai lầm vì vậy, hoàn toàn hợp lý và rõ ràng khi nhân tố chính trong điều bí ẩn về sức khỏe nên nằm trong khoa học dinh dưỡng. Nếu ăn dư thừa là nguyên nhân chính của bệnh tật, bệnh nhân cần thực hiện các đợt nhịn ăn một cách thông minh để cải thiện tình trạng. Có một sự thật hiển nhiên rằng, mọi loài trong vương quốc động vật sống ở môi trường tự nhiên tự chữa lành bản thân qua nhịn ăn một cách trực tiếp. Người ta có thể dễ dàng chứng minh một người sống bằng chế độ ăn hỗn hợp của thịt động vật và rau tinh bột có cơ thể ít nhiều bị tắc nghẹn bởi chất nhầy. Tình trạng này đã và đang diễn ra kể từ lúc bé. Trên thực tế, thậm chí trước cả đó, những thực phẩm này không phù hợp cho nhân loại và chúng liên tục hình thành chất nhầy, dính và cuối cùng làm tắc lưu thông máu. Một điều hiển nhiên và hợp lý là chế độ ăn gây bệnh tật này phải được dừng lại. Nhìn ăn, cộng với tiết giảm số lượng thực phẩm ăn mỗi ngày là phương thức duy nhất cho chứng ăn dư thừa. Hãy thận trọng đừng thực hiện quá trình này quá nhanh vì sự áp dụng không khôn ngoan của quá trình bài tiết có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng tới sức khỏe. Sự chữa lành không thuốc này không hạn chế các căn bệnh và nhờ sự áp dụng đúng đắn, nó hồi phục chức năng bình thường vượt qua hầu như mọi căn bệnh nhân loại mắc phải. Redfield đã từng có câu nói Chân lý không đeo mặt nạ, chẳng khuất phục trước miếu thờ con người, chẳng tìm kiếm nơi chốn hay sự tán thưởng, chân lý chỉ cần lắng nghe lưu bút fred hust cảm ơn bạn đã lắng nghe mời bạn đón nghe tiếp ở video sau nhé mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui